Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mỗi gia đình. 714-898-0765, 898-0765. Dentalen là vòng mạch nha khoa lý tưởng của mọi lứa tuổi. 714-899-1212. Oxybus, đi xe bus miễn phí. Oxybus.com/Việt. Hello, dạ tôi luật sư Liêm, rồi luật sư Hoàng Ngôn nghe đây. Dạ, cho hỏi là hồi thứ hai tôi chạy trên đường thì over speed, cảnh sát nó cho tôi biết là tôi chạy over speed 55 dặm á, mà đường là cho phép là 40 dặm. Thì như vậy tôi có thể bị phạt khoảng bao nhiêu tiền là, và tôi phải đi học không, hay là số điểm hay là gì đó lung tung, có thể cho tôi biết thêm thông tin được không ạ? Dạ được. Ok, khi anh bị nó gọi speeding. Khi speeding á, nếu cái speed limit đó là 40 mai, mình chạy 55 thì nó sẽ tính anh 15 mai. Thường á, nếu anh năn nỉ nó thì nó giảm xuống, nó không giảm xuống để anh 55, tức là anh sẽ bị 15 mai over cái speed limit. Thì trên cái 15 speed limit đó thì nó sẽ tính anh, nó anh cái anh chạy càng nhanh, tức là cái khác biệt đó giữa cái tốc độ của anh và cái speed limit ở trên đường nó càng cao thì anh sẽ bị phạt càng nhiều. Nhưng mà đó, ngoài cái số tiền mà tiền phạt đó, nó còn có gọi là penalty assessment 127%. Thành ra đó, bây giờ anh hỏi bao nhiêu đó, tôi khó tôi tính, tôi đâu có bảng ngay đây mà tôi tính. Nhưng mà đại khái đó là có thể trong trường hợp anh đó, tôi sợ rằng có thể anh sẽ phải đóng là 400-500 là ít đó. Bây giờ, bởi vì nó là cái moving violation, tức là anh chạy quá tốc độ mình bị phạt. Do đó anh sẽ bị một điểm ở DMV. Thì thường thường đó, trước cái ngày mà anh phải ra tòa trong cái ticket đó, thì tòa nó sẽ gửi anh một cái giấy gọi là notice bail, nó gọi là bond, bail bond, nó gọi là bond notice. Thì đại khái nó cho anh biết là anh sẽ bị phạt bao nhiêu tiền. Và đó, nếu mà trong vòng 18 tháng qua, tức là một năm rưỡi qua đó, mà anh không có bị một cái moving violation nào, thì anh có thể xin học traffic school. Và nếu anh học traffic school thì anh sẽ đóng thêm 60 đồng nữa, và có thể anh sẽ mất hoặc là một buổi sáng ở thứ bảy hay chủ nhật gì đó để anh ghi dọc, hoặc là anh sẽ có nhiều cái trường lắm, hoặc là nhiều khi anh bận thì nó có thể gửi sắp hồ sơ cho anh đọc rồi anh trả lời, anh gửi trả về cho nó, hay là nhiều khi anh có thể học qua internet vân vân. Nhưng mà anh make sure là cái trường nào mà traffic school mà anh học đó là nó phải được approve, được chấp thuận bởi tòa mới được á nha. Chứ nếu không được chấp thuận ở tòa đó là nó không nhận cái ticket đó, nó không nhận cái certificate đó. Thì nếu anh học, nếu anh chịu đi học, anh đóng ít tiền thì anh sẽ không bị mất, anh không bị một point ở trong cái DMV record của anh. Lý do là nếu anh bị một point đó thì sau này cái bảo hiểm của anh nó sẽ bị tăng lên. Ok? Dạ. Nhưng mà khi mình học như vậy mình có phải là tòa gì không? Nếu mà anh đã tiền phạt và anh chi tiền học thì anh sẽ không phải ra tòa. Và nếu mà anh trả tiền phạt thì anh nhớ nha, trong cái check của anh đó, thì anh trả cho clerk of the court, trả cho tòa đó, thì anh nên viết cái ticket number của anh ở trong đó. Trong cái ticket đó nó có số đó, thì trong cái phần memo đó anh nhớ anh viết cái ticket number của anh vô. Cho tôi hỏi thêm là khi mình bị như vậy thì trong khoảng 6 tháng hay 1 năm nữa thì nó sẽ clear cái đó hay là... Nó không có clear đâu, nó không có clear, nó chỉ như vậy là nó giải quyết cho anh. Thì thật sự trong cái record của anh là đâu có. Một khi anh đã chịu học traffic school rồi thì cái violation này á, thì nó không có phải như là hình sự, nó nằm trong hồ sơ của anh đâu. Ok. Nhưng mà nếu anh không có chịu học traffic school đó thì yeah, nó sẽ nằm trong cái record của DMV của anh, và anh sẽ bị một điểm, bị phạt một điểm. Ok. Ok. Dạ, cảm ơn anh ha. Thank you anh. Hello, tôi luật sư Liêm với luật sư Hoàng Ngôn nghe đây. Dạ, thưa ông. Dạ, được. Dạ, chào cô. Tôi gọi để hỏi cũng như là thủ tục giấy tờ tôi mua bảo hiểm và muốn lên nhà luật sư coi đó. Để luật sư giúp cho là cái bảo hiểm này là mình làm đúng luật để sau này có lãnh tiền hay có gì để được an toàn đó. Được không ạ? Bảo hiểm là bảo hiểm gì cô? Có nhiều là bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ. Có nghe được không ạ?
Dạ tôi nghe. Dạ, có nghe kỹ cô. À, tôi sẽ cô tắt. Muốn nhờ là cô hỏi tắc. Luật sư là để ở đây viết trước rồi mai mốt lên luật sư văn phòng để nhờ luật sư coi giấy tờ, coi làm có đúng luật an toàn không, hay sau này có sợ bà Bông Nga không ăn không có đúng luật thì không được an toàn nếu mà lãnh tiền lãnh bạc á, thì luật sư có coi cái diện ấy ạ. Ok, tôi coi giờ giấy tờ như vậy không ạ? Thì cũng như luật sư coi thì lịch cho tính luật sư tính bà nghe nè, bà nghe bao nhiêu thì tôi gửi bao nhiêu như vậy đó. Bà nghe nè, tính tiền coi giấy tờ thôi chứ không phải là thư gửi gì hết. Bà nghe nè, tôi vừa mới hỏi bà nha. Dạ dạ. Bà tắt dùng cái tivi hay bà đứng xa tivi giùm tôi, nó bị echo. Dạ. Ok. Bà tắt dùng cái tivi chưa? Dạ 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 thưa. Dạ thưa ông. Dạ. Cô cắt cái tivi chưa không? Nói echo quá. Ok, cảm ơn cô. Giờ là luật sư Lâm đại diện. Hello, tôi mới hỏi cô á, là như thế này, là đó cái bảo hiểm mà cô nói là loại bảo hiểm gì? Bảo hiểm nâng cân. Cái gì? Cái bảo hiểm nâng cân gì đó. Bảo hiểm nâng cân là life insurance phải không? Cô hỏi là câu hỏi bảo hiểm life insurance mua cho cô, gia đình của cô phải không? Cái hãng life insurance á. Yeah, oh, life insurance. Dạ, vâng. Okay. Life insurance là của hãng lưng cân xe gì đó. Đó, đúng rồi, tôi hiểu. Không có cầm giấy tờ thì nói okay, nhớ okay. Nói. Dạ. Dạ, cô hỏi giấy tờ thủ tục là nghe rồi. Trăm mấy năm chục ngàn thì không có nhiều. Nhưng mà muốn hỏi sau này cũng lớn tuổi á, mình cần lấy tiền ra nó có hợp lệ, có được thông suốt hay là sợ nó có được làm không đúng luật không á, sư có cái diện đó chứ. Dạ dạ. Là thư kiện hay là đúng, hiểu rồi. Khó hết. Được rồi. Cảm ơn cô, mình hiểu. Bị giấy tờ này kia ta hỏi luật sư đó. Được rồi. Mình hỏi trước thì để lên văn phòng để hẹn lên văn phòng gặp luật sư đem hết giấy tờ cho. Dạ được. Dạ. Dạ, dạ được. Bà có thể đem giấy tờ và liên lạc văn phòng tôi. Dạ, tôi có thể coi giùm cho. Giấy tờ. Dạ. Giấy tờ sang văn phòng luật sư cho luật sư coi đó. Dạ được. Rồi, tiền coi bao nhiêu thì tôi xin gửi bao nhiêu. Dạ được, bà có thể liên lạc văn phòng tôi coi giùm cho. Văn phòng của bà luật sư ha. Dạ, dạ được, cảm ơn bà ha, chào bà. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ alo, chào luật sư. Dạ chào em. Dạ chào cô. Tôi có một câu hỏi về vấn đề bác sĩ đó bà luật sư. Và cách đây khoảng một năm, mẹ của tôi á thì bà bị gan có mỡ. Thì mới vô bệnh viện thì họ mới lần thứ nhất họ nội soi, nhưng mà nội soi làm thế nào để còn sót. Thì lần thứ hai các bà mổ, lần thứ hai là nó kêu bằng open. Thì bác sĩ mổ xong rồi thì khoảng chừng mấy ngày thì luật sư, thì bà có nói bà đau bụng hoài, thì phải chụp hình lại. Luật sư biết không, bác sĩ mổ xong rồi làm lại hết trơn rồi, bác sĩ để quên một cái ống khoảng 6 inch trong bụng bà, để quên đó. Rồi đó thì bà lại mổ lại lần thứ hai, thì trong cái lúc mổ đó bà bị sốc. Hiện tại bây giờ là bà không đi được, không đứng được, không ăn được đó. Thì trong cái trường hợp này theo luật sư có trường hợp nào để là mà tôi không biết nói sao, nó chữ su bác sĩ là để đền bù cái sự đau đớn của bà được không, có luật sư? Dạ có thể được, nhưng mà như thế này, điều thứ nhất đó là cái lần mổ thứ hai đó mà bác sĩ họ để quên cái món đồ gì ở trong cái túp gì ở trong cái bụng của bà đó là khi nào, là bởi vì thường đó khi mình kiện bác sĩ đó thì nó có cái thời hạn thời tiêu để mình kiện người bác sĩ đó, thành ra đó phải coi. Chứ đừng có, và nếu muốn chẳng hạn coi có thể có cái case against cái người bác sĩ đó hay không đó, thì nên liên lạc với văn phòng luật sư càng sớm càng tốt. Là bởi vì thường đó, mình có cái thời hạn thời tiêu, và trong những vụ kiện mình kiện bác sĩ, một khi mình biết là cái người bác sĩ đó họ làm gì sai quấy, thì từ cái lúc mà họ làm sai quấy tới lúc mình kiện họ thì có trong vòng một năm để mình kiện họ.
Thành ra mình phải làm nhanh, điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong những cái vụ kiện bác sĩ đó, thì chẳng may từ xưa, từ 1970 nó có cái đạo luật là MICRA, mà trong đó đó nó giới hạn cái số tiền mà bồi thường về đau đớn cho cái người bệnh nhân. Thì trong trường hợp này đó, bà cụ á, là bị, nếu mà kiện người bác sĩ á, thì cái MICRA đó nó sẽ giới hạn vấn đề đau đớn của bà cụ giảm xuống là chỉ có 250.000. Do đó đó mà kẹt cái đó là chẳng hạn ra tòa đó, bồi thẩm đoàn họ sẽ không được nói đến, không được biết cái vấn đề đó. Mà thí dụ họ có thể cho 1 triệu hay là 10 triệu đi chăng nữa, rồi đó tòa sau khi đó đó thì sẽ giảm cái số tiền đó xuống còn lại là 250.000. Thành ra đó thường trong những cái vụ kiện bác sĩ đó mình phải, và chưa kể là những vụ thì cái phí tổn là vì cái để mà đại diện cho bà cụ á, bắt buộc là mình phải có hồ sơ mà cái người bác sĩ đã làm và phải cho bởi coi bởi một người bác sĩ khác để mà họ chứng nhận chứng minh rằng cái người bác sĩ mà chữa bà cụ đó mà đã để quên cái món đồ gì trong cái người bà cụ á, là họ làm việc bất cẩn, ok, và đồng thời cũng phải testify, là phải nói lên những cái thiệt hại về vấn đề chăm sóc bệnh viện bác sĩ cho bà cụ do cái bất cẩn đó, đó là cái thiệt hại của bà cụ. Thành ra những cái đó nó rất là tốn kém, thì tôi chỉ lời khuyên rằng đó, nếu mà cô muốn thì cô nên liên lạc với văn phòng luật sư tôi hay là bất cứ văn phòng luật sư nào càng sớm càng tốt, để họ có thể coi có thể làm được cái hồ sơ này hay không nhé. Và một cái điểm cuối cùng nữa là với cái luật á, là nếu một khi bà cụ đã qua đời rồi thì những cái thiệt hại về đau đớn và bệnh hoạn đó sẽ không đòi được nữa. Một khi bà cụ đã qua đời rồi đó thì những cái đau đớn bệnh hoạn nó sẽ không được bồi thường. Còn sống thì mới được bồi thường cái đau đớn bệnh hoạn. Một khi đã qua đời thì khỏi, nó sẽ không, tòa sẽ không cho bồi thường cái đau đớn bệnh hoạn đó. Chỉ có những cái tiền, chẳng hạn tiền túi của mình ra thôi, còn cái tiền, mai cả cái tiền mà của nếu bà cụ hưởng Medicare đó thì chỉ những cái tiền Medicare trả thôi là mới được đòi. Thành ra nó cũng hơi phức tạp là như vậy. Thì trong lúc bà cụ còn sống đó thì nên, và nhất là cái chuyện này nó xảy ra cũng lâu rồi, thì nên gặp văn phòng luật sư càng sớm càng tốt. Ok. Dạ dạ. Okay. Dạ, cái bác sĩ luật sư thì tôi có nên làm không? Tại vì nói đến bác sĩ, nó cái cộng đồng bác sĩ lớn quá, tôi sợ là mình không thể làm được các bác sĩ luật sư. Dạ, lớn hay đấy thì ở đây á, luật pháp là trên hết, cho dù là tổng thống hay là ai chăng nữa, luật sư bác sĩ gì cũng phải là tuân thủ luật pháp hết đó. Thành ra cô cũng đừng có sợ rằng bởi vì cộng đồng bác sĩ họ binh vực nhau dân dân. Ok, cũng có người tốt, cũng có người xấu, chứ không phải là người nào cũng xấu hết. Ha? Dạ. Ok. Dạ. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn cô nha. Dạ, chào cô. Đến đây thì chúng tôi với luật sư Hoàng Ngô phải tạm ngưng để đài chợ phẩm quảng cáo thương mại. Quý vị còn chờ đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.